Xin chào bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Gian XCR 3007 được trang bị bộ chuyển động full NewG, khung viền nhôm, bánh A700C, nước sơn nguyên bản. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Đấy, toàn bộ phần khung của chiếc xe là từng nhôm, nước sơn là nguyên bản. Tổng thể xe còn rất là mới, hầu như là không có vết xước nhỏ nào đáng kể trên xe. Từ những cái xích lip các bác có thể thấy ở trên hình còn rất là trắng. Trang bị đồ DUG rất là cao cấp. Trên tay lái thì được trang bị đôi tay bấm của Shimano SLX, phanh dầu Shimano. Đồ nguyên bản chính hãng nhập khẩu. Bánh 700C. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Thì chiếc xe này có cái size là size F, phù hợp cho các bác từ khoảng 1m60-61 đến 70-71 đi là phù hợp. Phương bộ chuyển động DUG 10 tầng lít và 3 tầng đĩa. Chiếc xe đang bán bên em với mức giá là 11.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.